Ôi, vẫn sống. Không không. Ô, cứ vẫn thở cơ. Thở đâu? Ơ. Tiếng này là ở vùng chạy à? Nào. Cái này thôi. Sao lại cho này, nước kia chứ? Nước kia không biết đã sủi chưa? Sủi rồi. Sủi ra ta chắc được không nhận ra được. Lần khác sủi rồi. Lần đầu tiên mổ gà mà gà lại bay đi ra vườn mất thì sao? Giữ đây. Với con này chưa chết. Ơ tao chưa. Nào, gà đã vào đây nhá. Con gà này muốn xem béo hay không này. Sờ lườn này. Ô, con này có vẻ hơi gầy nhỉ. Gầy này mới ngon. Được cân mấy à? Cái này là cơm 6 cơm 7. Gà tầm này là ngon, gà mà ngon là chọn gà. Gà gà mới lấy ấy thôi. Vẫn còn vẫn còn tấm rồi. Còn gà ngon là non vừa phải thôi. Ăn thịt nó mới ngọt. Rồi gà mái thì chưa đẻ. Gà chưa đẻ nhưng mà gà vẫn đang ăn tấm thì ngon. Đây là ông của thuốc lào. Rồi. Bây giờ mình không quay cái đoạn cắt tiết nữa nha. Thôi, con đi. Đấy. Rồi. Thì nữa xong thì quay. Cho chạy, thấy chưa? Để dây nha. Đây nha. À, chậu ấy. Không quay cái đoạn cắt tiết nhưng mà súng cắt tai, mái cắt cổ. Con này bây giờ nó xong rồi. Thôi vẫn sống. Không không. Ô cứ vẫn thở cơ. Thở đâu? Ơ. Tiếng này là ở vùng chạy à? Nào. Cái này thôi. Sao lại cho này, nước kia chứ? Nước kia không biết đã sủi chưa? Sủi rồi. Sủi ra ta chắc được không nhận ra được. Lần khác sủi rồi. Lần đầu tiên mổ gà mà gà lại bay đi ra vườn mất thì sao? Giữ đây. Với con này chưa chết. Ơ tao chưa. Đây cho cháu xuống. Đây. Đây rồi đây rồi. Nào rót rồi đây. Thả cháu xuống này. Đây được rồi. Cứ rót vào cái kẽ này. Cần. Ôi. Đã có chỗ ta chắt nước vào đâu. Đây vẫn hở tí chắt nước vào. Chưa, nãy cắt tiết nó chưa dễ chết. Khổ thế. À! Mày là làm lông cả người. Mày là vỡ trộn thuốc lào. Ôi bỏ ra. Dậy chưa. Đưa rồi. Giờ về đi. Mày mặt vẫn mở đây. Gà này giỏi rồi đấy. Giờ về phát đi. Ôi ôi. Hay là nước này nó chưa chưa đủ nước tắm của nó. Bỏng cái chân này. Bật cái lông người. Cho về phát đi. Vẫn sống đấy. Điều. Trời ơi. Đau cả ruột gà. Gà này nâu bị bỏng ấy nhỉ, da dày thế này. Xong rồi. Dẫn cho nó đều đi xong vật lông. Cả hai bên. À. Bắt đầu vặt được đấy. Con này chứng tỏ con này khỏe nhé. Đến giờ này nó vẫn còn đang dãy này. Thấy lông mượn chưa? Mượn rồi, vặt được rồi. Được, thế đang vặt đi. Thế em vặt nhé. Vặt lông cũng đâu rồi, thả cho cái sổ lên đây. Không được phịt nước lạnh vào. Phịt nước lạnh vào là nó không vặt được nữa đâu. Ừ, ai bảo. Không, mọi lần thử. Đây là chiêu mới.
ấy, gà nó dễ bật lông này mà. Dân đúng là vặt cả cụm đi thôi. Chỉ đơn giản không nhỉ? Đơn giản không? Quá đơn giản. Đơn giản như đan rổ thôi. Đấy. Dân đúng tiêu chuẩn là vặt lông bon bon như thế này. Không đơn giản đâu, không làm đúng là nó trượt hết cả da ra đấy. Này, cái chân này là phải, đấy, thấy chưa? Chân đúng này, vặt cả cái móng đi này, ngon lành chưa? Đấy, lớp chân này hàng ngày nó đi bới, bỏ này đi là sạch luôn. Đấy, bẻ cái móng này đi. Vết cánh mổ chưa? Vết cánh mặt lông chưa? Cho con chó này vào chậu nước này mặt lông nốt này. Chó ra. Cho cả vào đây tao. Nhảy vào, uống uống. Uống đi. Vặt tết bây giờ. Vặt lông mày luôn. Được thêm đĩa cẩu nữa. Cái lông này là tốt lại để thông điếu được này, hiểu không thuốc nào. Nếu mà mổ gà trống là lấy mấy cái lông đuôi làm cầu đá rất tốt, ngày xưa bé hay đá cầu. Cầu mà lông đuôi gà sống chuồng thì ui rồi sướng. Vừa đẹp mà lại đá phê. Thở ra. Đấy, bắt đầu còn lột cả da ra này. Dấn hơi quá. Tại vì lúc nãy là con gà cắt tiết xong chưa chết. Càng vặt nó càng ra lông hay sao nhỉ? Vặt điều thế này. Không. Bỏ cả nước này. Lấy nước khác thì vừa vặt vừa rửa. Cho trôi nước lên. Biết chỗ nào còn lông, chỗ nào hết lông. Mổ gà không chuyên nghiệp nó bị trượt cả ở đây rồi. Da này, đúng không? Phải bị trượt không? À không phải đâu. Chỗ này da nhìn nó mỏng này. Chiều đi cắt tôm. Được. Nắng như này chắc phê lắm đấy. Chiều làm cái cần câu đi, câu nữa nó mới sướng. Ừ. Ai bị thuốc nào mà câu? Trong lúc vậy, ba bé trong lúc cắt tôm thì vừa cắt tôm vừa câu.
Lần nào về cá cũng văn mắt lên. Rồi, rồi. Biết dài, biết mặn. Mặt lông sạch sẽ. Rồi. À, bây giờ bắt đầu làm mỏ. Lùng lá không à? Đập mỏ, bóc mỏ, hàm trên, rút lưỡi. Còn lấy cái bát này. Tao bị nhắm mắt lên đầu rồi, còn người khác mổ gà nó chẳng làm kỹ thì tao bó. Đây, bát để trên này này. Làm sạch sẽ thì mình làm ăn nhỉ. Thức có gì. Đúng rồi, con này mà mình không chạm thì... Cái lông tơ á? Chả có mấy vào lấy tờ báo đốt đem. Không, đừng. Thế thôi. Thế được rồi. Con này. Chạy. Chỗ ấy bị ấy luôn à? Ừ. Thông cảm lần đầu. Con này từ sáng giờ chưa cho ăn gì đúng không? Cho ăn rồi nhưng mà ăn cái nhân ăn làm gì có đủ nó, cho nên nó mới gầy cái này chứ. Gầy. Để đi. Mấy con gà mái kia nó tranh ăn được tốt thì sao nó béo thế? Chỉ nhưng tốt. Lấy rìu rút cổ họng. Rồi. Giang, chị muốn đặt thêm một cá. Đặt áo phải chịu đựng. Đấy, bánh nhà dày nhưng vẫn có mỡ nhỉ. Đấy, giả bố cái bộ lòng mề còn mang vào. Xèo cẩn thận luôn. Mẹ vũ mẹ mật à. Ôi. Xèo. Mật người ta còn ăn cả cái mật nữa kìa mà. Không, xèo cái bạn lòng. Không đi. Đi vô chở chào. Đấy, chở ơi, cầm bát. Bát của bố đây nhá. Bóc cái phổi bỏ đi. Gà này bóc phổi bỏ vào cho.
lấy một tí thịt với lại quả tim quả cật này để chiên sôi bột cho thuốc lào. Cả quả cật á? Ừ. Quả là quả cật, cái gì quả thối là quả cật. Tắt nó rồi, tắt nó đi, không có nhiều nước quá. Tắt đi, tắt đi. Tráng, tráng này chứ. Không, tắt đi. À, nước này nước... Để cho... Nấu cho chó. Để nấu cho chó. Rồi, lúc này. Để cắt cái này, bấm cái này. Vặt cái dầu này. Đấy, lúc ấy ở đây. Qua cái này. Cái này dính mật này. Mật cho gì mà. Rồi, ngon này. Đi vào đi. Thấy chưa? Dao rửa rồi. Dao với thớt. Đi. Xong qua này, bây giờ tắt. Hoàn thành mổ gà rồi nhá. Bây giờ chặt ra để đấy thôi. Giang thôi. Thôi gọi tắt đi. Một nửa mình để đến tối. Ăn một nửa đấy thôi. Gừng đập. Bây giờ cho vào như này nhá. Còn gừng không bố? Hả? Còn gừng không? Còn đây. Ủi thế cho tất vào nhá. Được. Cho tất vào chỗ này. Cho tí nước mắm, mì chính, muối vừa ăn đảo lên. Rồi. Bố cho các thứ rồi nhá. Vâng vâng, bố cho hết rồi. Ok ok. Mọi người đây, xê cái nồi chuối của bố ra nhá. Đợi tí. Cái cặp. Khi mà dùng bếp củi là phải dùng cái cặp này. Đấy. Cái cặp củi như này, đun vào. À. Rồi rồi, sủi ấm rồi, để sang một bên. Để rang ăn thôi, chưa lắm rồi. Bỏ nước này ra đã. Đủ to lên. Trên mình không có người thu gom rác. Tất cả các rác này sẽ vào đây. Đủ to lên. Cho tí vào đây. Hoặc là tí nước cũng được. Không con gà này nó cũng bé. Đấy. Tí tí vào đây, một ít thôi. Đều ạ. Hay vặn luôn tí nước đây con. Tí rồi. Rồi đây, cho nó khỏi trắng. Thì thôi. Được lên mâm rồi đây. Đây là món gà rang của mình. Rất ngon. Mọi người ăn đi. Còn đây là canh chuối. Chỉ có mèo mán mới có thôi. Mèo mán mới có thôi. Canh chuối ngon đấy. Kia là măng. Măng bầu. Tuyệt phẩm măng bầu. Rau tự trồng. Thế nào để phẹt phẹt ra này quay. Mời các bác nhá. À thế lười không ăn. Thử một miếng nhá. Thử miếng nhá. Cộc cộc chấm mồm nào. Cá xương đấy. Ngon. Thò cái chân. Ngon lắm. Ngon à, ngon à. Ngon à, ngon lắm. Khác hẳn với gà mà đi mua. Mình tiết này. Ừ. Dưa ngon đấy. Luộc thì cái tiết này để làm muối tiết mà rang thì thả tất vào. Nó cái đậm thịt. Cái măng này cũng ngon này. Măng này luộc. Tối hôm qua để sáng nay ăn. Trưa nay ăn quá ngon luôn. Rồi. Bà cứ chơi đằng với cháu đi.
Nếm này, tuyệt vời. Tương lao nếm cục thứ 2. Bye bye nhá. Này, chào các bác nhá.